Anh Quân ơi, hôm nay mình quay 67 hả anh Quân? Đúng rồi em, hôm nay không có quay 67, hôm nay mình quay 68. Dạ rồi, hello anh em ha. Một buổi chiều ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn anh em. Hôm nay shop em lên cho anh em một em 68 zin. Được rất là nhiều anh em dặn shop 68 zin nha. Hôm nay shop em lên sóng cho anh em một em cực kỳ dễ thương nữa, có quan trọng nha, giá cũng cực kỳ dễ thương luôn. Vô đây quay cho anh em xem đó, xe này là phải là zin khá là nhiều luôn, đi một vòng thì shop để review cho anh em xem nha, chi tiết xe này cực kỳ dễ thương luôn, giá cũng cực kỳ dễ thương nữa, phải shop báo giá cho anh em luôn để khỏi làm mất thời gian của anh em. Em xe này biển số là 85 00109, giá của em nó là 33.500.000 ha. Và xe của bên shop em có cọc là có ship xa. Đi một vòng đi rồi shop sẽ review từng chi tiết hơn cho anh em xem ha. Bánh vô đây luôn đi. Bây giờ quýnh vô luôn. Bây giờ đầu tiên thì shop em quýnh vô cái bình xăng lớn 68 zin anh em nha. Bình xăng lớn 68 zin, cao su zin, chim zin, nắp xăng zin. Đó, đi vô đây cho anh em xem ha. Đi vô đây rõ ràng cho anh em xem. Xe được rất là nhiều những ông chú dặn shop luôn. Và xe này những ông chú đi là thật sự nếu mà để sưu tầm á là nó là ok luôn. Khá là ok luôn anh em. Đó, nè. Bình xăng lớn zin, chim zin, nắp xăng zin, cao su zin anh em ha. Yên thì chắc có thể là mình sẽ bọc cái yên lại. Yên này là đúng chuẩn là yên 68 nè, nhưng mà đều bị gách rồi. Thì shop sẽ bọc lại cho anh em. Ha, tại vì mình đang làm ba cái yên, tại vì những cái yên bên shop em đều là gia công hết, đều là đặt người ta làm hết nên làm rất là chậm, làm không kịp nên quay cho anh em xem. Ngày mai chắc lấy mấy cái yên kia về xong mà đem đi bọc lại, và shop em sẽ bọc cao cấp cho anh em ha. Tại vì xe phải là xe đỉnh, là phải vô mấy cái những cái đồ đỉnh cho anh em. Ba ga sau nè, ba ga sau Charlie ha, ba ga sau zin đó, quay cho anh em xem nha. Ba ga sau zin từng con ốc, quay sát ở đây, quay vô cho mấy cái kẻ này cho anh em xem ha. Đó, ốc số 8 còn đầy đủ hết ha. Xe này nói chung là zin cũng còn khá lắm anh em, xe cũng còn rất là ok luôn. Cốc zin nè, đế zin này nha, chụp zin luôn, quay ra đây. Cái chụp zin này thì hết nha, cái chụp 67, 68 zin thì hết. Đó, quay cho anh em nha, chụp còn zin luôn. Và xe này thì những anh em nào mà sưu tầm á, những anh em mà để trưng bày thì bảo đảm cho anh em nhìn là ghiền ha. Vì sao có nhiều chỗ nó đốm mà shop em không có làm cho nó dậm lại, tại vì mình để nó theo thời gian ha. Đùm nè, đùm còn xanh lè luôn nè anh em thấy chưa, đùm còn xanh lè luôn, từng con ốc luôn ha. Niền là niền zin nha, niền zin trăm zin, để chút qua đây shop quay cho anh em xem ha, còn khá là ok luôn. Và chỗ này nó có xét nè ha, nó có bùng nè đó. Tình trạng sau thì shop em quay rõ ràng vậy cho anh em xem, để mấy chú mấy ông anh ở xa cứ gì yên tâm ha. Gấp zin nè ha, phuộc sau zin nè đó, phuộc xe này là phuộc trước phuộc sau zin luôn ha. Dè zin có làm đồng anh em nha, dè zin có làm đồng nha đó, anh em xem nha, dè 68. Và thật sự mà nói với thời điểm bây giờ mà em này giá 33.500.000 là cái giá cực kỳ dễ thương luôn. Thật sự một cái em zin như vậy 33.500.000. Nước sơn thì quay đây. Nước sơn nói chung là cũng được thôi, chứ không được là bóng bẫy ha. Không được bóng bẫy anh em nha. Nước sơn cũng còn khá khá được ha. Và xe này là sơn lại rồi nha anh em, xe này sơn lại rồi nha. Đó. Và nước sơn cũng còn được thôi chứ không phải là bóng bẫy, để quay cho anh em xem. Và đi xuống phần máy, và cấu hình máy của em này á, cấu hình máy của em này là máy 100 ha. 4 số 68 đúng của nó luôn. Máy 100, 4 số 68 nghĩa là 1 tới 3 sau anh em nha, đúng zin của 68 luôn nha. Cái bình xăng con nè, anh em quýnh như cái bình xăng con số 3 cho anh em xem. Ganti ngọt ngào thì để shop sẽ test cho anh em xem nha. Quay sát cho cái bình xăng con, thấy cái chủ số 3 không? Đó, quay rõ ràng cho anh em xem ha. Cái bình xăng con, zin của nó. Và xe này đã được lên máy rồi, đã được lên máy 100 ha, 4 số 68, 1 tới 3 sau anh em nha. Nhìn bình xăng đẹp ghê, lên như đây, lên đây quay cho anh em xem.
Di Đông Vin nha. Di Đông Vin, Cùm Vin vẫn còn đang xài ga ống ga lưỡi gà, và cái ống ga lưỡi gà nó cực kỳ dễ thương luôn. Đây. Ha, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng anh em nha. Di Đông Vin ha. Gù Vin. Đó, tán cổ Vin nè. Đó. Đẹp không? Bàn thờ Xi Nhan, Xi Nhan Vin nha anh em. Cái này là Xi Nhan Vin nha. Phục trước, phục sau Vin. Ha, phục trước, phục sau Vin. Pha đèn Vin, từng con ốc Vin luôn nha. Ốc pha đèn anh em nhìn này nha. Cái pha đèn Vin nha. Ốc Vin nè. Đó, đầy đủ cho anh em. Cái kèn Vin luôn nha, cái chỗ này nè. Đó, đẹp chưa? Và cái quan trọng nữa, cái xe này á, cái xe này là khóa máy và khóa cổ vẫn còn Vin, vẫn còn xài một chìa luôn. Anh em thấy, nếu mà thật sự mà những anh em nào mà chơi mà sưu tầm á, thì em này là cực kỳ dễ thương, tại vì cái giá nó quá cực kỳ dễ thương luôn. Ha, vừa mình có thể chạy đi xa được, tại vì cấu hình máy nó là 100, mà mình vừa có thể để trưng bày được. Anh em nha, nó máy nó là máy 100, có thể anh em đi tour được. Đó, và xe này có thể anh em để trưng bày được, vì nó là xe đồ Vin rất là nhiều. Ha, về trước, về sau có làm đồng rồi, mấy về là làm đồng rồi anh em ơi. Ha, về này có làm đồng rồi. Đó, quay cho anh em xem nè. Niền câm nè. Đùm dàn chân của em nó là còn sơn Vin luôn nha. Cái đùm trước đùm sau á, ở này nó bay hết rồi, nhưng mà nó ra cái màu Vin của nhôm đẹp nha. Ở cái niền trước này thì nhìn còn đẹp, niền trước này nhìn rất là ok ha. Và niền trước này niền mới đó, nhìn còn rất là ok anh em nha. Đây, qua bên đây đó, cứ quay chậm chậm cho mấy ông chú mấy ông anh ở xa xem. Mấy anh em nè, cái kèn Vin còn xài được luôn nha. Kèn Vin còn xài được luôn. Để mình mở cái kèn cho anh em xem. Đó, còn xài được luôn, rất là ok ha. Có giá trị sưu tầm. Và xe này đã đồng hồ chạy được luôn nha. Đồng hồ nãy hồi chiều, hồi trưa mình chạy là chạy được luôn. Đó, đồng hồ kim lên đàng hoàng nha anh em. Rồi, qua bên đây. Qua bên đây review cho anh em thêm cái bên đây nữa. Và về cấu hình của em nó, để sắp nhắc lại một lần nữa ha. Em này là biển 85. Em này là biển 85, cấu hình máy là 100, 4 số 68, 1 tới 3 sau. Xe là số sườn, xe này là đúng đời 68 luôn, đúng đời CL50 luôn. Quay vô số sườn cho anh em xem. Và xe này lốc là được tháp rồi nha, lốc đã được tháp rồi nha, qua cái lốc đời cao rồi nha anh em. Đó, quay vô cái số sườn cho anh em xem. Quay xuống số máy cho anh em xuống. Ha, cái số máy là shop em bao nhiêu. Và xe này đã được vào lốc rồi ha, đã được vào lốc đời cao rồi. Quay xuống dưới cái nền là không có miếng nhớt luôn nha. Thì những anh em mà biết chơi á, những anh em mà biết chơi thì nhìn những cái cục máy mà xanh lè không có miếng nhớt nữa thì anh em rồi hiểu rồi ha. Cái gác chân này nè anh em, cái gác chân đúng 68 nè, là không có chống nghiêng nha. Đúng Vin của em nói là không có chống nghiêng. Em nói xài chân chống ông già nè. Đó, xài chân chống ông già. Đây nè anh em nha. Đó, chân chống ông già nha. Đúng Vin của 68 không có chống nghiêng anh em nha. Đúng gác chân máy của 68 là không có chống nghiêng. Và cần số này là cần số Vin. Nắp cá Vin, nắp cá Vin vít lửa đã làm IC âm dên anh em nha. Ở ngoài là nhìn là vít lửa, nhưng mà ở trong là mình đi IC ha. Là bao anh em đi xa thoải mái luôn. Xe này bao thì thoải mái. Gấp cặt te là Vin nha. Gấp cặt te Vin. Đó, quay cho anh em ở xa xem. Cực kỳ dễ thương luôn. Phục sau Vin nè. Anh em thấy đẹp không? Đó. Xe thì nước sơn cũng còn kha khá được thôi, chứ không phải là bóng bẫy. Quay cái này, chỗ này cho anh em xem. Đó. Quay mấy chỗ này cho anh em xem. Và đặc biệt cái chìa của em nó nè. Ha. Cái chìa của em nó là một chìa mình có thể xài hai ổ. Đó. Mình có thể xài khóa máy ha. Mình có thể xài khóa cổ. Đây. Đó. Anh em thấy đã chưa? Khóa cổ nè. Đây. Và thật sự là những cái này thì giờ ít lắm, xe ít lắm anh em ơi, xe ít còn lắm. Như là mấy cái kèn, mấy cái này nó rất là ít, ở xài chung một chìa. Anh em ha, rất là ok. Và giá của em nó là, sắp xin nhắc lại một lần nữa nha. Giá của em nó là 33 triệu 500 ngàn. Và những cái chiếc xe bên shop em á, là có cọc là có ship xa. Nên mấy ông chú, mấy ông anh ở xa cứ gì yên tâm ha. Có cọc là có ship xa. Điện đèn kèn, test điện đèn kèn cho anh em xem luôn ha. Điện đèn kèn đầy đủ ha. Điện đèn kèn đầy đủ hết, không thiếu món nào hết. Cấu hình máy 100. Đó,
đi một vòng cho anh em xem đi, em quay cái biển số luôn, quay cái biển số cho anh em xem luôn, 85-00109, và xe này là có chứng minh chủ xe nha, xe này thì mình có chứng minh chủ xe, quá dễ thương, dành cho những anh em thích sưu tầm, thật sự luôn, chiếc xe này mà để sưu tầm thì rất là ổn, rất là ok, vì nó đồ dên rất là nhiều, anh em nha. Và shop xin nhắc lại một lần nữa nha, giá của em nó là 33.500.000. Thì cấu hình xe em nó là đồ zin khá, 4 số 68, 1 tới 3 sau, máy 100, đã được vào lốc đời cao rồi anh em nha. Và xe này là đúng đời, đúng giấy, đúng trong cà vẹt màu đỏ luôn, đúng đời, đúng đời 68 luôn, CL50 anh em nha, đúng đời của nó luôn, chứ không phải là xe lên hay là gì hết. Đó, một vòng cho anh em xem, khá là đẹp. Qua này nè, quay bên đây cho anh em xem nè, phía bên này không biết anh em thấy rõ không. À, hôm nay quên mở cái đèn, hôm nay quên mở cái đèn, nhưng mà để quay qua bên đây cho anh em xem, tại vì cái xe, những cái chiếc xe mà được rất là nhiều anh em dặn shop á, đó, thật sự quá đẹp, chỉ có 33.500.000 thôi anh em, 33.500.000, một cái xe cực kỳ dễ thương luôn ha. Có cọc là có ship size cho anh em. Và shop xin nhắc lại nha, số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37-15, đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Bên shop em là chuyên phụ tùng 67, chuyên phụ tùng cúp. Anh em cần những món gì của 67, của cúp, có việc ới ới shop em ha. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em đã xem video nha. Xe này rất là ok luôn. À, bính cái dinh chính vàng trên đây nè. Đó, có giá trị sưu tầm, thật sự luôn, bình xăng lớn cũng vậy nữa, rất là đẹp. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Cảm ơn anh em nhiều, bye bye. Quên, quay xong quên test máy cho anh em, quay sáng ở đây cho anh em nghe, cho anh em nghe thử tiếng máy nha. Thì nếu mà những anh em mà chơi xe thì khi mà một chiếc xe mà những anh em mà chơi 67 mà biết vô lốc rồi là cái lốc không bao giờ mà nghe một tiếng rạo, một tiếng vọng hết. Quay sát cho anh em xem ha. Đây. Đó. Thì hầm ha, qua đây. Nghe tiếng vô nè. Thì hầm. Xe thì máy 100. Bao với anh em đi tour thoải mái, máy cực kỳ nhẹ luôn. Đó, nghe nhiều nghe không? Đi một số zin nữa, 1 tới 3 sao, đúng số 68 luôn anh em nha. Cái bình xăng con zin nhẹ nhàng số 3, bình xăng con zin số 3. Full chức năng, đầy đủ đồ chơi. Xe này là mình đi tour cũng được, mình đi chơi cũng được, mà mình để trưng bày cũng được. Xe cực kỳ đẹp luôn, nó đều luôn anh em, nó đều luôn. Đó. Rồi, bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem video nha. Bye bye. Thank you.
Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.